huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Trong năm qua, nhiều phong trào thi đua diễn ra sôi nổi trong toàn huyện, như toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, và toàn huyện chung tay thực hiện cải cách hành chính đã đạt kết quả tích cực. Trên tinh thần đó, trong năm 2019, công tác thi đua khen thưởng tiếp tục phát huy sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp các ngành về công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp phát động. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2018, đồng thời phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa các cụm.